Trịnh Thăng Bình mất sạch giấy tờ và tiền bạc tại Úc. Theo đó, toàn bộ giấy tờ và tiền bạc của Trịnh Thăng Bình đã không cánh mà bay. Cách đây vài giờ, nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân anh vừa bị trộm sạch giấy tờ, thẻ tín dụng và tiền bạc khi đang trong chuyến lưu diễn tại Úc. Tối 5 tháng 4, sau khi kết thúc chuyến lưu diễn dài ngày tại xứ sở chuột túi, nam ca sĩ đã đến sân bay để làm thủ tục chuẩn bị đáp máy bay về nước. Thế nhưng một số bất ngờ đã xảy ra khiến anh lâm vào tình thế khó khăn vì bị mất toàn bộ giấy tờ tiền bạc mang trong người. Theo như thông tin Trịnh Thăng Bình chia sẻ trên trang cá nhân, thủ phạm lấy trộm ví của anh là một phụ nữ châu Á và sau khi lấy được, người này đã đi thẳng ra ngoài. Được biết khi bị mất ví và giấy tờ, giọng ca người ấy đã nhanh chóng phát hiện sau khoảng 1 đến 2 phút và báo lại với bộ phận an ninh nhưng đã trễ vì thủ phạm đi quá nhanh. Được bạn bè và khán giả hỏi thăm, Trịnh Thăng Bình cho biết anh để toàn bộ giấy tờ tùy thân cùng thẻ tín dụng và tiền bạc trong ví. Khi mất ví, ngoài những vật đó ra, toàn bộ số tiền cachet nhận được khi lưu diễn tại Úc của anh cũng theo đó mất sạch. Từ ngày 28 tháng 3 đến nay, Trịnh Thăng Bình đã có một chuyến đi lưu diễn tại Úc cùng các nghệ sĩ Việt Nam như Thu Minh, Giang Hồng Ngọc, DJ Trang Moon. Trước khi sang Úc, nam ca sĩ đã tranh thủ thời gian tới New Zealand để thăm gia đình của mình cho vơi nỗi nhớ người thân. Thanh Thảo lần đầu bật mí về bạn trai Việt Kiều. Mỗi lần tôi lưu diễn xa, hai đứa luôn tranh thủ đi du lịch cùng nhau để hâm nóng tình yêu, cũng như mau ổn định chuyện con cái. Những ngày gần đây, cái tên Thanh Thảo lại một lần nữa gây xôn xao dư luận khi công khai xuất hiện tình tứ cùng bạn trai Việt Kiều tại các sự kiện trong nước. Thậm chí, nữ ca sĩ búp bê còn công khai chia sẻ ảnh cưới ngọt ngào của cả hai khiến nhiều người đồn đoán cô sắp lên xe hoa. Khi liên hệ với Thanh Thảo, nữ ca sĩ cũng thừa nhận cô và bạn trai đã tính đến chuyện xa hơn trong tương lai. Thực ra tôi chưa tính chia sẻ chuyện này, nhưng không ngờ mọi người lại quan tâm và đồn đoán nhiều quá. Đúng là hiện tại, hai đứa đều đang lên kế hoạch đám cưới và sớm có con, vì sợ tôi liên tục chạy xô vất vả mệt nhọc. Thời gian này, anh ấy cũng đã tạm gác lại nhiều công việc, thường xuyên theo sát tôi trong mọi hoạt động để tiện chăm sóc, Thanh Thảo hạnh phúc cho hay. Giọng ca búp bê không tình yêu bật mí thêm, từ ngày về Việt Nam tới nay, đêm nào cô cũng bận rộn đi diễn, nên bạn trai không khỏi lo lắng. Người yêu cô luôn ủng hộ nữ ca sĩ làm việc và theo đuổi niềm đam mê, nhưng anh cũng khuyên cô không nên quá sức mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Vì vậy, mỗi lần tôi lưu diễn xa, hai đứa luôn tranh thủ đi du lịch cùng nhau để hâm nóng tình yêu, cũng như mau ổn định chuyện con cái, Thanh Thảo nói. Tình cũ của Quang Dũng chia sẻ, cô và Tom, tên bạn trai Thanh Thảo chỉ mới bắt đầu hẹn hò khoảng nửa năm, nhưng cô cảm thấy đây là khoảng thời gian mình rất hạnh phúc, bình yên vì lúc nào cũng có người yêu thương che chở. Không chỉ thành đạt trong công việc, ngoài đời anh Tom cũng rất hiền lành, tốt tính, biết quan tâm và yêu thương bạn gái. Đối với tôi như vậy là đã quá mãn nguyện rồi, nữ ca sĩ vui vẻ cho hay. Thời gian gần đây, chuyện tình cũ giữa Thanh Thảo và Quang Dũng liên tục trở thành đề tài bàn tán trên mặt báo. Cả hai không ngần ngại dành cho nhau những lời có cánh. Thậm chí nhiều lần nhắc lại chuyện tình yêu mặn nồng từ nhiều năm trước, giọng ca búp bê còn khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng khi thẳng thừng cho biết suốt nhiều năm qua cô vẫn sống độc thân vì còn mãi yêu Quang Dũng. Khi được hỏi liệu bạn trai Việt Kiều có ghen tị vì thấy người mình yêu quá thân thiết với tình cũ, Thanh Thảo lập tức bật cười và cho hay anh Thơm là người Mỹ nên cách suy nghĩ rất thoải mái và phóng khoáng. Anh ấy chẳng quan tâm ngày xưa tôi và Quang Dũng ra sao, từng yêu nhau mặn nồng thế nào. Thơm chỉ cần biết hiện tại tôi đang yêu anh ấy. Trong lúc quen nhau, tôi không bắt cá hai tay hay hẹn hò cùng lúc với người khác là được. Bạn trai Thanh Thảo không hề ghen tuông, thậm chí vui vẻ cùng cô gặp gỡ Quang Dũng và nhóm bạn thân của nữ ca sĩ. Trong một bài phỏng vấn gần đây, giọng ca búp bê cũng cho biết cô muốn được tổ chức đám cưới tại một bãi biển đẹp, kết đầy hoa cẩm tú cầu. Dàn khách mời cũng sẽ được giới hạn trong không khí ấm cúng, chỉ có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của nữ ca sĩ. Bị nghi thuê fan làm màu, Đông Nhi bức bình đáp trả. Đông Nhi khẳng định chuyện Nhi thuê fan đến cổ vũ là không bao giờ có. Cách đây vài hôm, trên mạng bắt đầu lan truyền một đoạn clip được cho là Đông Nhi thuê người giả làm fan hâm mộ đến cổ vũ ghi hình tại The Voice. Qua clip được chia sẻ có thể thấy một cô gái đứng phổ biến với những người được thuê rằng cô sẽ phát áo FC Đông Nhi cho mọi người thay và cũng hy vọng mọi người hợp tác theo các hiệu lệnh của cô. Người này còn nhấn mạnh nếu thấy ai không làm đúng yêu cầu sẽ không trả trợ cấp.
Điều này làm rộ lên nghi vấn Đông Nhi phải bỏ tiền để mướn fan cổ vũ mình. Liên lạc với Đông Nhi về nghi ngờ mua fan, cô nàng bày tỏ sự bất bình của mình. Giọng ca Love Me Too cho biết, không bao giờ có chuyện cô thuê fan đến cổ vũ cho mình. Mỗi chương trình đều có một lượng fan lớn của Đông Nhi đi theo. Nhưng bên nhà sản xuất vẫn muốn thuê thêm fan bên ngoài để đảm bảo cho chương trình của họ. Trong khi đó, fan của Đông Nhi mỗi lần đi xem chương trình, cổ vũ cho Nhi đều phải từ bỏ tiền ra mua vé và đăng ký. Điều này trên fanpage của FC cũng đã ghi rõ ràng. Chuyện Nhi thuê fan đến cổ vũ là không bao giờ có. Fan của Đông Nhi muốn đi xem cổ vũ cho thần tượng vẫn phải bỏ tiền mua vé như thường, chính vì vậy không có chuyện Đông Nhi thuê người. Trên thực tế, trong mỗi chương trình truyền hình, ngoài việc cắt ghép các cảnh quay khán giả để ghi hình được đẹp, thì việc nhà sản xuất thuê người đến cổ vũ là chuyện không hiếm thấy. Bởi lẽ bất cứ chương trình truyền hình nào cũng cần có một lượng lớn khán giả để lấp đầy chỗ trống. Và để đảm bảo cho chất lượng chương trình, nhà sản xuất không thể chỉ dựa vào mỗi lượng fan ruột của các khách mời, mà đôi khi còn phải dàn dựng bởi những khán giả được thuê để tăng độ hấp dẫn cho chương trình. Loạt ảnh đỡ không nổi khi Trấn Thành và Lương Thế Thành bị hai bà xã xinh đẹp dìm hàng tơi tả. Trấn Thành, Harry Won được biết là một trong những cặp đôi vui tính hài hước của làng giải trí Việt. Chính vì thế không khó để nhìn thấy những lúc vợ chồng Trấn Thành, Harry Won trêu chọc nhau. Nếu như nữ ca sĩ đăng hình Trấn Thành té sóng xoài trên trang cá nhân, kèm theo dòng trạng thái, nếu chồng té bạn sẽ làm gì? Thì nam diễn viên hài cũng không hề kém cạnh khi tung ảnh trét mực lên mặt Harry Won, đặc biệt là lúc bà xã Trấn Thành đang đi thăm anh ghi hình chương trình vào lúc giữa khuya. Lương Thế Thành và Trúc Diễm. Nếu như với cặp vợ chồng trên, người vợ luôn chăm chỉ dìm hàng ông chồng, thì Lương Thế Thành, Thúy Diễm hoàn toàn ngược lại. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đáng yêu đến khó đỡ của Thúy Diễm. Sau một năm cưới nhau, cách mà cả hai chăm chút cho nhau, nói về nhau vẫn tràn ngập hạnh phúc như ngày đầu, dù phải đối diện nhiều khó khăn khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Bức ảnh hiếm hoi mà Thúy Diễm dìm hàng được Lương Thế Thành đăng lên. Còn bình thường thì là những hình ảnh Lương Thế Thành chơi khăm cô vợ xinh đẹp của mình. Hai người tình giống nhau như hai giọt nước và điều kỳ diệu đã đến với Lâm Khánh Chi. Trải qua hai mối tình liên tiếp với hai anh chàng đẹp trai, người hâm mộ lẫn Lâm Khánh Chi đều ngỡ ngàng vì siêu mẫu Tuấn Anh sở hữu gương mặt như anh em sinh đôi với chồng sắp cưới của nữ ca sĩ. Chồng sắp cưới Lâm Khánh Chi tên là Trần Phi Hùng, sinh năm 1985, quê Nam Định và đang kinh doanh. Cả hai yêu nhau gần một năm mới đi đến quyết định hôn nhân. Nữ ca sĩ quen chồng tương lai qua một người bạn thân. Chia sẻ về bạn trai, nữ ca sĩ nói anh ấy hiền lành, thật thà ga lăng, quan tâm và lo lắng cho tôi. Như vậy là quá đủ với tôi rồi. Khi về gặp gia đình anh ấy, mọi người rất yêu thương tôi và đã đồng ý cho hai người kết hôn. Tôi cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi tôi là người con gái đầu tiên anh ấy dẫn về ra mắt bố mẹ. Khi được hỏi phản ứng của nhà chồng về chuyện mình là người chuyển giới, Lâm Khánh Chi cho biết, bố mẹ nói không nghĩ tôi làm con gái mà đẹp đến vậy. Mẹ chồng còn bảo bà rất thương con trai nên chỉ cần con trai hạnh phúc là bà vui lòng. Cách đây không lâu, Lâm Khánh Chi được biết đến khi hẹn hò siêu mẫu Mai Tuấn Anh. Tuy vậy, sau thời gian tìm hiểu, cặp đôi có nhiều điểm chưa hợp và quyết định chia tay trong âm thầm. Đến nay, hai nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng về nguyên nhân đường ai nấy đi, cũng như không có những chia sẻ ảnh hưởng đến hình ảnh đối phương trước truyền thông. Nhớ lại chuyện tình cảm đã qua với chàng siêu mẫu, chuyện cũ đã qua tôi không muốn nhắc lại, phụ nữ nên biết buông bỏ những thứ không thực sự là của chính mình. Tôi chỉ biết hiện tại tôi đang hạnh phúc và tìm được một bến đỗ mới cho bản thân, quá khứ không quan trọng, quan trọng là mình luôn vượt qua tất cả vì một tương lai tốt đẹp hơn. Những người đã qua có thể họ chỉ là người dọn đường cho mình tìm thấy hạnh phúc thực sự gần kề mà thôi. Chúng tôi yêu nhau gần một năm và quen trong một lần đi chơi. Chị anh ấy là bạn thân của tôi, gặp nhau có tình cảm đều tìm hiểu nhau thì đến với nhau. Anh này có gương mặt giống như siêu mẫu tôi từng quen, nên tôi nghĩ đây cũng là cái duyên khi có hai người đàn ông giống nhau đến vậy. Ngay cả Lâm Khánh Chi và người hâm mộ đều giật mình khi đặt hai anh chàng cạnh nhau. Cùng sở hữu chiều cao chuẩn, gương mặt góc cạnh, sắc nét và có nhiều điểm khá giống nhau, nữ ca sĩ chuyển giới cho rằng đây là cái duyên mà ông trời đã sắp đặt cho cô gặp chồng sắp cưới mà lại giống tình cũ đến vậy. Hiện tại tháng 11 cặp đôi sẽ làm đám cưới với sự ủng hộ của dòng họ hai bên.
Mai Tuấn Anh, Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng, nhan sắc và ngoại hình như anh em sinh đôi của hai người đàn ông đi qua đời Lâm Khánh Chi, chân dung chồng sắp cưới của Lâm Khánh Chi.